Chứ đâu phải quay trực tiếp à, đúng không? À quá rồi xong mới đưa lên, ông quay đây rồi nó mới đưa lên. Tại tôi đang chuẩn bị đưa trực tiếp á, tôi đang làm cái hợp đồng lại cái đường mạng vô. Quá một hả? Đường mạng gì? Cái này là ông phải đóng tiền gì cho nó hả? Đâu có đóng tiền, tự đưa lên mà, đúng không? Mạng gì ông bắt 3G không, trực tiếp thì wifi không mạng. Bụp ra ngoài nhiêu rồi? 3-1. Quý vị đang xem trận cầu lông giữa ông Việt Châu Nhiên đấu với lại ông Khanh, bà Hà Trinh, bà Kim Anh. 4-1. Theo như tình hình này thì đội của ông Châu là thua đó. Bình luận ở đâu mà chỉ bình luận mà bình luận. Nhận định thế, nhận định đây là chân thật này, không có ngại gì hết trơn, không có bình luận chưa thấy nó chặt. Cái thế lực cá độ nào nó uy hiếp hết trơn á. 6-1. Kìa, không có phương pháp gì trị ông Khanh à. 2-6. Quên anh Việt Châu, Châu quánh chắc ăn á, đừng có cố tiêu diệt nha, đừng cố tiêu diệt là chắc ăn. Quên đi quên luôn, đừng cố đập xuống là nó không chắc. À ơi chết rồi. 7-2. Châu đập vừa thôi anh Châu. Ừ mạnh tay chút, có lý. Đập ừ, thấy không, chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, nặng tay một chút mà đừng có cố tiêu diệt xuống là ăn thôi. Ở đâu bây giờ đánh hai trời, đã nói đừng có cố mà cứ quýnh trúng trái bình thường. À, lên cho con gái đi học mà. Đi học sớm vậy? Học 6:40 nó đóng cửa. Trời, sớm vậy anh? 7:00 nó học. Con tôi 7 giờ mấy tôi mới đưa đi. 7:15 mới bắt đầu nhận trẻ. Vậy ai? Con tôi cái lớn nó học lớp 7. Năm lớp 7 bây giờ không quy định đi sao. Quên. Ra là cuối cùng á nó làm cái đoạn đó đúng cái thằng chủ nhiệm á, cái thằng hiệu trưởng nó vô nghe. Bình thường 7 giờ nay nó trước 15 phút cuối cùng cái đoạn đó bớt cả xe. Đồ thằng nó chậm. Nó nghe 7 giờ thì vô nhưng mà phải vô trước 15 phút. Ngoài 18 hả? Tốt. Mười một tám rồi hả? Nhiên gì đâu tập bào cát rồi xong rồi về gì? Sang bào cát rồi về bào cát ba rồi tối luyện tập nữa, mà tối luyện tập sang nhỏ nữa mà quýnh nhẫn không quýnh vô lưới. Wow. Ừ bên kia là bây giờ là ăn cầu lông ngủ cầu lông rồi đó, như Nhiên Châu ở đây là suốt ngày ở công viên rồi đó. Ừ 13 đều phải không? 11 đều. Trời, giờ mà không ăn nữa thì khi nào? Đừng có quánh nhỏ quá vô lưới. Trời ơi, đã nói rồi mà.
Dừa thôi, đập dừa thôi. Mình phải trừ hao cái độ không chính xác của mình ra. 12 đều. Chào. Quên. Quên nè. Đập. Đập. Cái đó mà đập á. Ừ đúng rồi đó đó. 3-12. Chào giờ tiếp đi. Rồi. Ừ. Có lý. Có lý. Có lý. Không được thì buông. Không được thì buông. Ừ trời ơi, cuối cùng bị Kim Anh hại rồi rồi. 13 đều. Mình chỉ cần nói vô một lời thôi, trận đấu trở nên hấp dẫn liền, thấy không? Đó. 14, 13 anh Châu. Ừ. 15, 13 anh Châu à, bỏng lên không có dài. Bỏng á, cao lên trời á, khó đỡ lắm. Đó. Ừ, đó. Anh làm vậy là anh Việt sắp thuận lợi. Đó lý do vì sao mà anh Việt cũng khoái tôi đứng trên đó là vậy á. Ừ, ừ, ngoài 14, 15 14, 16 Châu nè, Châu nè, giỡn Châu hả, thấy không? Châu chỉ cần không có cố sát là Châu ăn liền. Ừ, ơi 15, 17 Nhiên ra tay Nhiên. Bao nhiêu công sức, bao lâu nay tập luyện đâu. Ngoài 16, 17 Quên. Ừ, 18, 16 à, thì gì cũng đi, tăng tốc đi. Tăng tốc. Ừ, 19, 16 cơ hội. Chiếc cúp đã cách 3 mét thôi. 3 bước chân nè, 3 bước chân nữa là động chiếc cúp rồi. Chiếc cúp vô đây nè. Chiếc cúp nè, 2 bước chân nữa. Ủa, còn 1 bước chân rồi hả? 20 rồi hả? Châu cười rồi kìa, anh Châu cười kìa. Anh Châu cười kìa, chưa được. 17-20 chị lại gần giao xa, chị giao bỏng á, có cửa ăn đó, chị lại đứng sát bên trắng á, chị giao thiệt bỏng lên Châu á, là anh Khanh đập tốt, bỏ luôn. Khanh ăn. Khanh. 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 Trời ơi. Dạ à. Chị Manh quýnh nguy hiểm quá. 19-20 lại gần, phát xa lên. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Bởi vì cãi thầy núi đè mà. Bên Nam Châu chỉ cần nghe lời tôi.